Phải, ca trưởng, anh đang nằm mơ tới khúc tán gái mày kêu cửa gì ông sùng như mày. Nè quẹt, hai gì đó có khổ mới gì anh hai nên nhập vô quay clip không được. Nani? Trời ơi, trời ơi, mày nhập đúng như vậy, nghe gán như mày. Đúng rồi, anh nhập 10 lần luôn á. À đồ. Gì 10 lần luôn hả? Đúng rồi. Thanh niên lâm nẻo mà anh em ơi, tính ra là mật khẩu mình vẫn còn để nguyên như cũ ấy. À, nhưng mà hôm qua anh hai có đưa ẹ của anh hai cho người yêu mới của anh hai không? Đưa rồi, nhưng mà nói chung là bé Lâm chắc mình nghĩ là nó đăng nhập là kiểu sai mật khẩu sao anh em ơi. Hư non. Từ từ, bây giờ để anh đăng nhập cho mày coi. Dạ. Thanh niên lâm nẻo mà với trưởng anh em ơi, có mật khẩu cũng nhập sai nữa. Ok anh em ơi, từ nãy tới giờ là tôi đăng nhập vô tài khoản mật khẩu chính của tôi á, nhưng mà không được anh em à. Chứng tỏ là người yêu mới của tôi nó đổi mật khẩu rồi anh em ơi. Hiện tại là anh em thấy là tôi vẫn còn đang trong mạc ấy. Ngày trước là tôi bị mất mạng mấy lần rồi anh em à, thành ra là tôi cũng đã liên kết rồi, cho nên là tôi đang đăng nhập bằng tài khoản liên kết anh em ơi. Đây tài khoản của bạn đang đăng nhập bằng thiết bị khác này. Phải nồi thật sự luôn anh em à. Đây anh em ơi, mình vừa mượn được ạc của bé Lâm. Thì bây giờ là mình hỏi lý do tại sao mà người yêu mới của mình nó đổi mật khẩu ạc của mình nha anh em ơi. Mới vô ạc tôi là nó thay như giặc nữ là tôi biết là chính là nó rồi anh em à. Không thể nào mà sai được luôn ấy. Ok, mình chat là alo, anh cho em mượn ạc thôi. Sao em đổi mật khẩu ạc anh vậy? Để xem là nó trả lời như nào nha anh em ơi. Đây, alo, anh cho em mượn ạc thôi. Sao em đổi mật khẩu ạc của anh luôn vậy? Ok, như thế nha anh em ơi. Để xem là nó trả lời như nào nha. Cây máy trưởng luôn anh em à, cái ạc của mình mà kiểu mình đưa cho nó nhưng mà mình rất là tin tưởng luôn anh em ơi, mình không nghĩ là nó đổi mật khẩu luôn ấy. Hiện tại là cũng đang là người yêu mới của mình luôn anh em à. Ok, bây giờ là mình chết như này nha anh em ơi. Ok, mình chết thêm một câu nữa là alo nha, để cho nó ghép nhanh nha anh em ơi. Ok, tính ra là hôm qua khi mà nó vô tem của tôi là nó diễn cực kỳ luôn anh em à, để cho em trai nó bắn nóc ấy. Ơ em mượn, khi nào chán em trả. Vãi nồi thật sự luôn anh em ơi, nó nói là khi nào nó chán nó mới trả ấy. Như vậy là khác gì nó lấy ạc của tôi đâu anh em. Mấy nồi thật sự luôn. Ạc của tôi bây giờ nói chung là không bị mất anh em ơi, nhưng mà bị dính liên kết đấy. Em mượn mà em có lấy bao giờ đâu. Mấy nồi. Bây giờ thì khả năng cao là khi mà tôi vô trong cái ạc này của tôi là tôi quay clip anh em, thì bị nó đăng nhập anh em ơi. Là coi như là đang bắn mà cái kiểu ấy là bị đăng nhập là cay lắm anh em à. Ok, mình chắc là bây giờ muốn như nào nha anh em ơi, để xem là nó trả lời như nào nha. Mấy nồi thật sự luôn ấy, tôi không ngờ là nó đổi mật khẩu luôn anh em à. Hên đó là tôi còn liên kết ạc anh em ơi. Thôi bye, khi nào chán em trả ạc lại. Thấy rồi, nói chung là nó không chịu trả rồi anh em ơi. Cay thật sự luôn ấy. Ok, nói chung là nó đã kích tôi ra anh em ơi. Chứng tỏ là nó không chịu trả ạc cho tôi rồi. Hên nó là tôi còn liên kết ạc anh em ơi. Bây giờ tôi vẫn vô được ấy. Nhưng mà vô thì nó cứ đăng nhập liên tục anh em à. Thành ra là quay clip cho anh em xem không được ấy. Bây giờ nếu mà tôi có chơi game mặt chính của tôi là chỉ chơi lúc nửa đêm thôi anh em à. Đợi khi nào mà nó ngủ ấy. Thấy rồi, thật sự luôn. Tôi không nghĩ là nó đổi luôn cái tài khoản mật khẩu ạc tôi luôn anh em ơi. Ok, nói chung hôm nay tôi cũng khá là buồn anh em à. Huynh đệ tương tàn thiệt rồi anh em ơi. Hiện tại là tôi vừa nói với NTN là tôi bị dính liên kết đấy. Thì NTN nói là khi mà tôi solo thắng NTN thì NTN sẽ bỏ tiền ra cũng như là đầu tư cho tôi một kẹt mới anh em ơi. Sao mà đỡ được lần này rồi. Ok, vô luôn anh em ơi. Từ nay anh em hãy gọi tôi là một youtuber số nhỏ nhất năm anh em ơi. Vừa mất người yêu này cũng như là vừa mất ạc luôn. Vãi nồi combo quá đẹp luôn anh em à. Trời gấu là trời cây thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ là tôi sẽ cố gắng cũng như là bắn thắng NTN nha anh em ơi. Và tôi đang bắn ở trong mạc của bé Lâm nha. Hôm nay thì nói chung là tôi quay lại cũng như là mượn ạc bé Lâm bắn anh em à. Tính ra là mỗi ngày tôi chơi ạc bé Lâm là ở dưới đáy xã hội nghèo cái kiểu anh em ơi. Mà cuối cùng cũng có ngày là tôi vô ạc của nó cũng như là mượn bắn anh em à. Đúng là nhục như con cá nục luôn ấy. Thì rồi, từ từ anh em ơi. Để xem là tôi vô ạc bé Lâm có thể nào mà bắn bờ rồ như bé Lâm không nha. À, dân chơi NTN này rồi xong dính là đọt cây luôn anh em ơi. Ok, 1-0 đầu tiên. Ok, bây giờ là tôi sẽ đổi trình với lại NTN để xem là trong trận đấu này ai chính là người bờ gạt của lộn bờ rồ hơn nha anh em ơi. Thì như anh em cũng biết là cũng khá là lâu rồi tôi cũng không có bắn cho anh em xem ấy. Hôm nay thì tôi sẽ tái xuất giang hồ cũng như là huynh đệ tương tàn với lại NTN nha anh em ơi. NTN thì nói chung là cũng khá là thân với tôi anh em mà, chơi chung với nhau đâu đó cũng 5 năm rồi đấy, cũng khá là lâu rồi anh em ơi. Đây rồi, đâu ai NTN lúc ra xác định là bản để nguy vãi nồi không thú đam anh em ơi. Ê làm gì anh bạn ơi, nhẹ nhàng tình cảm thế nào. À đây gọi anh em ơi. Này thì NTN với chúng tôi hả. Ok bây giờ là 2-0 rồi nha anh em ơi. À tôi đang có một câu hỏi dành cho tất cả anh em đây. Thì anh em muốn là shop tôi ít 2 thẻ này hay là tăng tỷ lệ mỗi ngày, anh em nhớ là comment ở dưới cho tôi biết nha anh em ơi. Ok bây giờ là tôi đang có combo UMP và M70 anh em ơi. Rồi xong mày. Combo này mà bắn một cái là NTN chỉ có thể là khóc thét thôi chứ còn gì nữa. Ok từ từ anh em ơi, ngay cái map này anh em đừng công lên giỏi nha. Đó anh em phải kiểu như là lấy nhịp anh em ơi. Khi mà anh em công lên kiểu giỏi quá là khả năng cao cái người ở cầu thang ấy bắn anh em độn thổ luôn ấy. Từ từ anh em ơi, bây giờ tôi sẽ tập trung cho NTN một phát mộng là dính là đọt cây này. Trời ơi là trời không đủ đam anh em ơi. À đi rồi, này thì NTN hả, đầu hề hả. Ok bây giờ là 3-0 nha.
Nếu như mà anh em xem tới đây rồi là tôi đang có một thông báo cho anh em. Thì như anh em cũng biết là mấy ngày nay tôi chia tay May là tôi cũng ít chơi game anh em May. Hầu hết là quay clip cho anh em xem tôi mới chơi ấy. Với lại là hôm nay cũng khá là buồn là do là tôi bị liên kết anh em à. Nãy bị dính liên kết. Thành ra là tôi cũng kiểu không muốn chơi game nữa anh em May. Tôi không biết là có nên là tiếp tục để làm YouTube và chơi game cho anh em xem không nữa. Thì nếu như mà anh em có yêu quý tôi á thì đừng quên là comment ở dưới nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Bây giờ thì tôi đang kiểu như là nửa là muốn chơi game này, nửa là không muốn chơi nữa anh em ơi. Ok, bây giờ tôi tập trung lại để quan sát nội tin nào cá nha anh em ơi. À đâu rồi, nội cấp điện nội tin nào đi mượn về nấu cơm cái mấy nay là nội cấp điện tôi bị hư anh em ơi. Cho nên là phải mượn đỡ nội cấp điện của nội tin. Ok, bây giờ là 4-0 rồi nha anh em ơi. Những anh em nào mà liều mạng từ xưa tới nay kể két nào FIFA mà cái ạc nó viết pro con cái dầu luôn rồi đấy. Tôi khuyên anh em là nên liên kết ạc nha anh em mày. Khi mà anh em liên kết đấy mà ạc chính tài khoản chính của anh em mà bị hack ấy thì khả năng cao là tài khoản phụ mà liên kết đấy anh em vẫn còn đang nhập được anh em mày giống tôi ấy. Nếu như mà anh em mà không liên kết là thôi, còn cái nét luôn anh em mà bị hack là ngồi khóc tới tết luôn ấy. Ok nha anh em mày. Bây giờ là tôi sẽ tập trung cũng như là cho nội tin nào một phát một là gũng cái găng luôn anh em à. À vẫn chưa ra anh em mày. Trời ơi 30 máu đầu tiên. Trời ơi trời không đúng đam anh em mày. Ui trận đấu này là tới nào dùng Tetsuya anh em mày. Này từ Tetsuya này. Ê từ từ lui về cái anh em mày. À là tới nào vẫn còn nhờ anh em mà. Lần này tôi cho một pha one shot là gãy găng luôn. Ok bây giờ là 5-0 rồi nha anh em mày. Ngon lành canh đào rồi. Từ lúc mà tôi chia tay May á là tôi thấy có khá là nhiều anh em cực kỳ lý quý May luôn ấy. Nói chung là tôi vẫn muốn là quay trở lại yêu May anh em May. Nhưng mà thời điểm hiện tại là tôi vẫn chưa có lý do nào mà để chia tay người hiện tại anh em May. Nói chung là hồi nãy là anh em thấy là tôi hỏi lý do tại sao mà nó đổi ạc tôi anh em. Mà hên đó là nó không trả lời là kiểu đổi ạc cái kiểu thích rồi đổi hay là lấy ạc của tôi anh em mà. Nó chỉ nói là nó mượn thôi, khi nào nó chán nó trả anh em mày. Như thế tôi vẫn chưa có lý do để chia tay anh em mày. Nó mà nói là nó thích lấy ạc của tôi là xác định là chia tay luôn anh em à. Nhưng mà nói chung thì chia tay là vẫn bị liên kết ạc anh em mày. Vãi nồi thật sự ấy. Bây giờ tôi phải tìm một cái phương án nào đó mà để vừa bị kiểu lấy ạc anh em mày và vừa chia tay được luôn ấy. Cái đó mới gọi là uy tín anh em mày. Ok bây giờ là 6-0 rồi nha. Ơ kìa mới đây là còn một trận cuối nữa là win gọi anh em mày. Lần này tôi bón hành cho NTN ăn tới hôi nách luôn chứ còn gì nữa. Ok tôi đang có một kênh tên là Sima lồng tiếng FIFA anh em mày. Nếu như mà anh em muốn tôi là lồng tiếng về FIFA mà gọi là tấu con bà nó hài á thì anh em tìm ở YouTube là Sima lồng tiếng FF là nó sẽ ra nha anh em mày. Và cho tôi xin một lượt đăng ký nha. Hình như là 63.000 người đăng ký rồi đấy. Cảm ơn anh em nhiều nha. Ok bây giờ tôi tập trung cũng như là cho NTN một pha một là dính lên tháp đồng hồ luôn anh em mày. À đâu rồi đây gọi anh em mày. Này thế nào cú trời ơi là trời. Cái nút bơm keo ấn hoài không ăn anh em mày. Chắc là tôi nghĩ là cái điện thoại tôi là nó tới tuổi rồi đấy. Xíu nữa tôi quay clip cho anh em xem xong á là tôi sẽ đem nó ra cũng như là tỉ thí do công anh em mà xúc một cái là đọt cây luôn chứ còn gì nữa. Ê vậy là thế nào trời ơi đang bơm máu tự nhiên bắn ảo ma kinh điển anh em mày. Từ từ, bây giờ tôi lú ra cũng như là bắn một pha một là dứt điểm luôn nha. Đây rồi, đây rồi. Ui vậy, nồi cái giáp tôi là nó bay 80 kiếp luôn hả anh em mày. Rồi, cuối cùng là tôi cũng đã chốt kèo này tôi nào với tỷ số là 7-0 rồi nha anh em mày. Nhưng mà tôi không biết là này tôi nào sẽ đầu tư cho tôi một cái ạc như nào anh em à. Không biết là công VIP hay là ạc cùi bắp anh em mày. Nhưng mà thôi, nói chung là để này tôi nào mua cho tôi để xem là như nào tôi review cho anh em xem sao nha. Ok nãy giờ thì anh em là xem video đừng quên là cho tôi xin một like này cũng như là đăng ký kênh nha anh em mày. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Ok bây giờ chắc lẽ tôi sẽ dừng video ở đây anh em mày. Bye bye anh em.